Xin chào toàn thể các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube Nga các bác nhé. Đấy. Thì ở trong video này shop em sẽ lên và giới thiệu đến cho bác một cái dòng van để cho anh em chơi những cây FX nhé. Đây có thể nói là một mẫu van huyền thoại các bác. Vì sao? Vì cái con van này thì anh em chơi rất là phổ biến và rộng rãi trên thị trường các bác nhé. Đấy. Các bác chơi những cây quy sói hai lỗ này, các bác chơi những cây QK2 thì các bác sẽ dùng đến con van NREM nhé. Con này thì giá bây giờ cũng cực kỳ là rẻ các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu van NREM và báo giá công khai cho bác và anh em luôn nhé. Đấy. Con van này thì có giá mới rất là rẻ. Đấy. Trước khi giới thiệu về con NREM thì các bác cho em xin một chút thời gian để em giới thiệu đến cho bác con van Cricket hộp mở nhé. Đấy. Đây. Cái con này là con Cricket hộp mở nhé, phiên bản mới nhất 2024, khuyên là khuyên xoay các bác nhé. Đấy, nắp chụp sẽ vẫn là nắp chụp màu xanh các bác này. Đấy. Đấy. Cái này thì cốc tiếp áp sẽ là phiên bản dầu đó. Cái mẫu này các bác nhìn nhé, hộp mở nó sẽ có 3 lỗ xả ở đây các bác nhé. Đấy, hộp mở có 3 lỗ xả này. Đây các bác nhìn này, OS Mobeka 5657 chữ cực kỳ sắc nét. Con này hôm nay bán cho em giá mới, giảm cho anh em còn 700.000 các bác nhé. 700.000 con van Cricket hộp mở các bác nhé. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu. Con van này bây giờ hôm nay em sale cho bác 700.000 van Cricket hộp mở bản dài mới nhất 2024 nhé. Đấy, anh em chơi condo này. Còn van nào chơi em ấy thì em sẽ giới thiệu đến cho bác con van này, van NREM nhé. Một con van NREM VL7075 này. Đấy, con van NREM này thì hiện tại con này thì giá thị trường đang bán khoảng độ tầm 1,2-1,3 triệu. Hôm nay em bán cho anh em chỉ còn bao nhiêu ạ? 1,1 triệu một chiếc nhé, các bác không nghe nhầm đâu. 1,1 triệu một con van NREM nhé. Đấy. Cái này thì các bác nhìn này, bên này sẽ là đồng hồ báo hơi này, đấy, xanh đỏ tím vàng nhé. Đấy. Còn bên trắng này là đồng hồ báo áp các bác nhé. Đấy. Hiện tại con van này thì là hàng chính hãng công ty loại 1 thì các bác nhìn này, nó sẽ có ở bên ngoài sẽ là có một cái viền bằng đồng nhé. Đấy. Còn bên trong là inox đấy. Các bác phân biệt này. Hàng loại 1 nó sẽ có cái viền bằng đồng như này. Cái thứ hai là cái chữ này nó rất là sắc nét, nó đẹp các bác nhé. Đấy. Còn cái hàng loại 2, loại 3 chữ nó nguệch ngoạc, nhìn chữ không ra chữ, độ hoàn thiện nó không bao giờ cao. Một con van như này đến nơi các bác kiểm tra trước khi nhận, bên hơi là bên áp có áp, bên hơi có hơi là van ok, không vấn đề gì nhé. Còn đến nơi các bác thấy đồng hồ về không này, đồng hồ áp về không là hỏng rồi, con van đấy xì rồi, hỏng rồi, các bác không thể nhận nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé, các bác dở ra các bác xem có hơi có áp thì các bác nhận hàng nhé. Đấy thì đảm bảo cho bác là con van đấy là hàng chuẩn chỉ xịn sò loại một, nó không bị xì hơi xì áp, không bị hỏng hóc, không bị nọ kia nhé. Thì giá công khai cho các bác nhé, một con van NREM như này là 1,1 triệu bao ship tận nhà cho các bác nhé, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy. Còn về thì một số anh em chơi lâu rồi thì em rất là sành, còn một số anh em là mới chơi ý, thì em cũng sẽ hướng dẫn cho các bác luôn cách mình tháo lắp ra để các bác vặn cái bình vào nhé. Đấy, ví dụ như con van NREM này hoặc cái con van Cricket này thì các bác đều phải tháo cốc test áp ra. Đây em sẽ hướng dẫn cho bác nhé, các bác tháo cốc test áp, các bác muốn lắp cốc test áp ấy thì anh em chỉ cần vặn cái bên đồng hồ áp này nhé, trắng này, các bác xả hơi này. Đây ví dụ như là em chưa xả hơi, các bác không bao giờ xoáy được cốc test áp này ra nhé. Nhưng khi các bác xả hơi xong, các bác sẽ xoáy được cốc test áp ra nhé. Đây, các bác đợi em một chút nhé. Đấy, các bác xả hơi, cho hơi ở trong là nó ra hết thì mình mới có thể xoáy được cốc test áp này ra để anh em lắp bình vào đây nhé. Đấy. Còn cái khuyên này thì các bác tháo cũng rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần tháo cái khuyên này ra. Cái khuyên này là khuyên xoay nhé, các bác tháo này ra, các bác lắp cái khuyên này vào khung, các bác bắt vào như này. Nhiều anh em đến nơi thấy nó có sẵn cái này rồi, các bác lại bảo không giống cái van cũ, không lắp được. Đấy, vì cái van cũ của bác là cái khuyên các bác đã tháo ra rồi thì các bác nhìn thấy nó có ren ở đây, nên cái này lắp sẵn cái khuyên này vào các bác nhìn không thấy ren, các bác bảo con này không có ren, không lắp được. Thế rất là hay quá, vì nhiều anh em mới chơi các bác không hiểu được cái vấn đề đấy. Đây, anh em xả cho nó ra hết hơi nhé, ra hết hơi này, ra hết hơi thì các bác tháo cốc test áp này rất là đơn giản. Các bác tháo cốc test áp ra hết hơi rồi nhé, các bác vặn cái là ra này. Đấy, thế thì các bác mới lắp được cái bình vào đây nhé. Đấy, đấy, các bác xoáy cốc test áp ra. Đấy, xong các bác lắp cái bình vào đây nhé. Đấy, còn cốc test áp các bác cất đi nhé. Đây, cái này thì cái ốc chỉnh áp sẽ là full inox luôn các bác nhé. Đấy, các bác chỉnh áp to áp bé này, ví dụ các bác chỉnh cho
tăng áp cho áp to lên thì các bác nới cái này ra ngược chiều kim đồng hồ này, hoặc các bác muốn cho áp nhỏ lại thì các bác bạn xuôi theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ áp nhỏ lại các bác nhé. Đấy, rất là đơn giản thôi. Một con van cricket hộp mở như thế này thì giá công khai cho các bác nhé. Hôm nay thông báo cho các bác giá mới giảm cho em còn 700.000 nhé. 700.000 một con van cricket hộp mở nhé. 700.000. Con van DRM này cách tháo lắp cũng tương tự như vậy. Các bác xả bên đồng hồ áp này ra này. Ra hết hơi xong các bác xoáy cốc cái áp ra, các bác lắp bình vào đây là ok nhé. Một con van DRM như này giá công khai cho các bác và anh em nhé. Bao nhiêu ạ? 1.1 triệu bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Một con van DRM các bác nhé. Các bác không nghe nhầm đâu. Cái này bên em sẽ ship cút COD đồng kiểm 63 tỉnh thành. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Van DRM anh em chơi cho FX này. Còn con van cricket thẳng dài anh em chơi cho condo Talon Mini và hãy ngắm các bác đấy. Thì em giới thiệu chi tiết cho các bác về hai cái dòng van đến đây nhé. Các bác thích cái dòng van nào, các bác đang chơi cây củi nào thì quanh anh tay vô địa chỉ hai đầu số của shop để đặt hàng nhé. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác và anh em ở những video sau. Chúc các bác và gia đình luôn khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Xin chào các bác.